Mình sẽ giới thiệu cái tính năng thiết bị kiểm soát điều khiển hoàn toàn bằng trên app điện thoại nhé. Thì đây là cái tên app điện thoại, đây là thiết bị, đây là điện thoại. Thì mình sẽ add thiết bị vào phần mềm trên điện thoại bằng cách là mình vào thêm thiết bị này. Đồng thời trên thiết bị thì mình ấn sao 1 2 3 4 5 6 6 số 9 nhá, ấn thăng này. Sau đây mình nhấn 08 này thì tự động bật Bluetooth trên thiết bị, nó sẽ tìm kiếm, nó sẽ thấy thiết bị, mình ấn S này. Đây là tên Wi-Fi, đây là mật khẩu Wi-Fi, mình nhấn S vào thì tự động nó sẽ quay cái vòng tròn để nó kết nối giữa hai thiết bị với nhau. Sau khi kết nối thì nó sẽ có cái nút hoàn thành ở bên dưới. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách giao tiếp giữa thiết bị và app trên điện thoại nhé. Đây là mình đã thêm được thiết bị vào trong app rồi này. Đây là cái biểu tượng cái khóa của thiết bị. Mình để mở cửa thì mình sẽ ấn giữ cái này trong vòng 5 giây. Thì tự động nó sẽ đẩy dữ liệu xuống thiết bị để mở cửa. Để thêm vân tay hoặc kẻ từ hoặc mật khẩu ấy, thì mình vào trong cái member manager. Trong này thì nó sẽ có cái danh sách các user. Đây là mình vào cái user là mới chẳng hạn, mình ấn add. Cái này mình đã add vân tay, tích add vân tay. Đây. Đặt hai lần ngón này. Sau khi đăng ký xong thì mình đăng thẻ từ code, rồi mình đăng ký một cái mã code. 2 3 4 5 tối thiểu 6 số nhé. Sau khi đăng ký xong rồi mình nhấn 1 2 3 4 5 6, thang là mở cửa nhé. Cạc này, tích vào thẻ này. Đây, sau đây mình nhấn start, đưa thẻ vào trong này. Nó sẽ đợi nó quay. Thẻ này đăng ký rồi. Đây, sau khi đăng ký xong đăng rồi. Đây, cửa đang khóa. Sau 5 giây cửa lên. Đấy, thế là xong. Hôm nay bên mình sẽ test cái thiết bị chống nước, có thể ngâm vào trong nước mà vẫn hoạt động bình thường. Đây là kết nối với khóa cửa, đây là cái thẻ từ. Mình sẽ quét cái thẻ từ vào thiết bị để trong nước, vẫn mở cửa được bình thường. Và trên app trên điện thoại thì mình cũng có thể mở được cửa bình thường nếu trong thiết bị đang ngâm nước. Sau khi ngâm nước xong ấy, mình có thể lấy thiết bị lên. Thì ngâm nước cho nên là mình phải lau khô cái mắt đọc vân tay này một chút. Nhận vân tay bình thường, thiết bị vẫn nhận vân tay, khóa vẫn thả, rất chi là tốt.